Hàng Việt Nam có mặt ở đây đúng không? Ở Mỹ nè đúng không? Cái gỗ tre 39 cent. Để bên đây là bên cà phê sữa đá này thì khoảng 3 đồng 19 cent. Đường là anh 5 đồng ha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại Los Angeles. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một ngôi chợ Thuận Phát, một ngôi chợ rất là nổi tiếng của người Hoa ngay tại đây. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ để đi tham quan ngôi chợ, cũng như là mua sắm một ít đồ ăn ở trong cái khu chợ này, cũng như là tham quan khu chợ này ha. Mời cô bác quý anh chị cùng vào trong với Bùi Hồ. Và hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại bên trong cái khu, cái siêu thị Thuận Phát, một cái siêu thị của người Hoa cô bác anh chị. Và cái gian hàng này là cái gian hàng bán đồ Việt Nam ha. Và cô bác anh chị sẽ vỡ ngỡ, ở đây không có thiếu thứ gì đó. Nên là nữ là Bùi Hồ có nghe một cái câu chuyện là mỗi khi mà cô bác anh chị Việt Kiều ở Mỹ về lại Việt Nam thì người thân là sợ bà đi thiếu rất là nhiều món, thì cứ gửi mà để mà tặng quà bên đây, sợ bên đây không có hàng Việt Nam. Nhưng mà thật ra thì ở đây, ở Việt Nam có gì là ở đây có đó. Và thậm chí là cô bác anh chị thấy này nè, đây là mì Hảo Hảo ha. Đây là gói mì Hảo Hảo nè cô bác anh chị. Hảo Hảo ở đây nó có rất là nhiều loại luôn. Đây, đây là mì Hảo Hảo ha. Hảo Hảo ở đây là có Hảo Hảo hành sa tế, hành tím nè. Hảo Hảo của Việt Nam á. Đây, đây là gà, đây sa tế hành tím. Và có cả mì gì à? Hảo Hảo ly nè, thấy không cô bác anh chị, thấy rất là nhiều loại không? Thì ở đây khoảng một đồng một gói, một đô một gói mì như vậy, một ly mì như vậy thì nó khoảng 25.000 tiền Việt á. Rất là noodle, đây là cái gian hàng mì của Việt Nam và có cả những cái thùng mì nè cô bác anh chị không? Thùng mì Hảo Hảo của công ty AC Cook ha. Đây, của công ty AC Cook. Cô bác anh chị thấy không? Và nãy giờ thì Bùi Hồ dự định là vô đây để mua mì thôi, nhưng mà để chia sẻ cho cô bác anh chị biết được luôn. Đây có mì lẩu Thái nữa nè. Mì lẩu Thái nè cô bác anh chị thấy không? Ở đây thì không phải 39 đồng một gói như thế này. Ở đây có phở chai trên này nữa nè. Nhiều á. Hàng Việt Nam thì rất là nhiều nên cô bác anh chị cứ yên tâm. Và nãy giờ thì Bùi Hồ á, Bùi Hồ đi mua được cái này nè. Đây, cô bác anh chị thấy nè, mua mấy gói mì để dành ăn, để ăn ở nhà bà. Có hủ tiếu Nam Giang nữa nè, có một cái chai nước tương Chinsu nữa nè ha. Đây, chai nước tương Chinsu với lại Vina cà phê của Việt Nam. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng với Bùi Hồ đi vòng vòng dạo quanh cái khu chợ Thuận Phát này ha. Ở đây có mì siêu cay, mì miếng cua nữa nè, thấy không? Miếng cua Hoàng Gia, cô bác anh chị thấy không? Hàng Việt Nam ngay tại Mỹ ha, có chữ Việt Nam ở trên này luôn nè. Đây là gói riêu cua thật, gói riêu cua thật. Cái này thì khoảng 2 đồng 20 một cái bịch miếng cua như thế này. Miếng cua thì cô bác anh chị thấy rất là ngon rồi đúng không? Thịt thật đúng chất Hoàng Gia. Còn đây là phở tô ha. Đây là phở. Đây là phở. Mì hai tôm hải sản. Mì hai cua xanh và thậm chí là có cô bác anh chị ở Việt Nam hiện nay thì để mua mì giấy á, một số cửa hàng nhỏ nhỏ cũng không có, nhưng mà ở đây vẫn có mì giấy luôn ha. Mì Milliket á, cô bác anh chị có biết không? Mì Milliket nè. Mì ăn liền. Mì ăn liền ha. Mì giấy ha. Mì giấy này nè. Giá của nó một gói mì là có 0.6 đồng một gói thôi. Mì vị hương, mì tôm chua cay nè. Mì này cũng ngon, cô bác anh chị. Vừa họ lấy thêm hai gói này nè. Bỏ vô đây đi. Có phở chai, rất là nhiều. Nói chung là ở Việt Nam có gì thì ở đây cũng có cái đó. Đây có cả phở gà nữa nè, thấy không? Cô bác anh chị mì omachi nữa. Có cả mì omachi đây nữa nè. Mì khoai tây Obachi, cái này là cái size cỡ lớn ha. Ở đây là cái gian hàng Việt Nam ở trong cái chợ
Thuận Phát. Đây là hủ tiếu cay khô nè. À, này mình bỏ vô tô mình ăn liền luôn. Ở đây là mì bò mini khét. Ở đây có cái tô nó rất là tiện đúng không? Ở đây là 1,49 1 đồng 49 sen, còn mình này là khoảng 3 đồng một cái hủ tiếu Nam Giang như thế này. Ở đây thì mấy cô bác anh chị á đi làm lại cơ quan thì đem này ăn, thì mình thấy nó những cái tô cái ly thấy nó tiện hơn đúng không? Ngày hôm nay thì cùng với vừa hồ đi chợ ở trong này ha. Đây những cái mì mini khét đây, mì hương vị sườn. Và đây có phở này, tên tiếng Việt nè, cô bác có chị thấy không? Và bây giờ mình qua đây một tí xíu nữa. Ở đây bùi hồ thấy có cái những cái sàn, cái sảy, cái gỗ tre này coi xuất xứ từ đâu ha. Gỗ tre này có từ Việt Nam đó. Hàng Việt Nam có ở đây đúng không, ở Mỹ nè đúng không, cái gỗ tre đó, xuất khẩu sang Mỹ nằm ở trong cái này cũng Việt Nam luôn. Cái gỗ tre nhỏ nhỏ như thế này là 5 đồng một cái gỗ ha. Còn cái gỗ tre nó bự bự như thế này thì khoảng 7 đồng. Cô bác anh chị biết ở Việt Nam mình á thì bây giờ một cái gỗ tre như thế này á thì không còn sử dụng nhiều nữa. Và kể cả nhà của Bùi Hồ luôn. Nhưng mà ở đây mình gặp được những cái gỗ mà đang bằng tre như thế này thì mình thấy nó rất là hạnh phúc, đang bằng tre luôn nha cô bác anh chị. Và đây là cái sàn. Này 8 đồng một cái. Cái sàn như thế này. Cái sàn cái sảy này cũng của Việt Nam luôn, Việt Nam sang đây cũng khá là nhiều ha. Là đây nữa nè, còn ở đây nữa nè cô bác anh chị. Ở bên đây là cái gian hàng bán cà phê. Thấy không? Mấy gian hàng bán cà phê không? Cà phê của Việt Nam. Đây là cà phê của Việt Nam nè. Này là cà phê đen đá nha. Cà phê đen hòa tan. Cà phê của người Sành Điệu. Hồ mua một cái này đi. Đây là đây đi. Có hai loại cà phê đen hòa tan với lại một cái cà phê sữa đó. Đây là cà phê sữa. Đây là cà phê sữa đá. Một cái cà phê như thế này thì nó khoảng 3 đồng 39 sen. Để bên đây là bên cà phê sữa đá này thì khoảng 3 đồng 19 sen. Đi tiếp thôi. Và thậm chí ở đây cô bác anh chị thấy nè, nước tương chinh su. Nước tương chinh su Tam Thái Tử. Một chai như thế này rồi. Đây chinh su bự bự như thế này thì nó khoảng 2. Khoảng Tam Thái Tử thì nó khoảng 2 đồng 39 sen. Còn cái ta chinh su tỏi ớt. Đây chinh su tỏi ớt cô bác anh chị thì 1 đồng rưỡi. Khoảng 1 đồng rưỡi. Cái chai này thì vừa hồi có lấy một chai rồi nè. Lấy ở đây rồi nè. Thấy nó ngon ghê nè. Ăn cơ ở đây thì rau củ cũng khá là ngon nên vừa hồi mua về ăn chấm với rau củ á, nó ngon lắm. Cô bác anh chị thấy nhiều không? Ở đây có nước tương của đây là chai. Giống như cái sốt để mà bỏ vô mì gia vị đồ ăn đó cô bác anh chị. Đó. Nhiều mà hàng miền Nam ở đây bán nhiều mà hơn. Có cả hình như là nước mắm. Đây, nước mắm Việt Hương. Ở đây là nước mắm nhỉ, cái chai này là nước mắm nhỉ, khoảng 7 đồng một chai. Đó. Cô bác anh chị biết thì Việt Nam mình thì ăn rất là nhiều nước mắm đúng không? Thích ăn nước mắm không? Nước mắm ở đây là nước mắm cua. Gáp nước mắm cua. Có hình con cua nữa. Và đây một điều khá là lạ nữa là cô bác anh chị biết không? Có bán cả hộp thịt lộn luôn. Đó, hay ghê chưa? Ở đây nè cô anh chị. Có những tương ớt luôn ha.
tương ớt đây là giờ như ớt ngâm á, này ăn chan vô cơm cũng ngon. Còn này là tương ớt nghiền xay, đâu có thiếu thứ gì, hoa đu đủ đực nữa kìa, tên tiếng Việt nữa kìa. Bùi Hồ thích gặp gì thì chia sẻ đó cho cô bác anh chị biết. Đa số thì cô bác anh chị ở Việt Nam cứ nghĩ là hàng ở đây chủ yếu là không có hàng Việt Nam, nhưng mà ở đây có đầy đủ hết à. Đây có bột gạo nữa nè, thấy không, bột gạo nữa nè đó. Ở đây có bánh bột làm bánh bèo, bột làm bánh bèo ha đó. Bột làm bánh xèo hương xưa đó, bột làm bánh xèo hương xưa của bột rỗng sẵn của Mikko đó, thấy không. Ở đây rất là nhiều loại bột luôn. Cô bán chị muốn đổ bánh xèo hay là bánh ngọt, muốn đổ gì cũng có. Rồi qua đây, mời cô bác anh chị cùng qua đây với Vườn Hồ. Ở đây có cả hộp vịt lộn nè. Đây là trứng cút đúng không? Trứng cút này là của Mỹ. Trứng cút này của Mỹ nha cô bác anh chị. Trứng cút này khoảng 4 đồng một 3, 6, 9, 12, 15, 10.5, 15 trứng. 15 trứng thì trứng cút này là khoảng 4 đồng. Cút này của Mỹ. Này cũng của Mỹ luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 trứng. Đây, đây có 24 trứng đây. 24 trứng này nó khoảng 6 đồng. Còn đây, đây có trứng vịt lạc. Một túi như thế này là khoảng 7 đồng. Đó, túi là 7 đồng. Nó bán theo một túi như thế này ha. Còn ở đây nè, ở đây có trứng lộn nè, cô bác chị thấy không? Đó, đó là hộp vịt lộn. Một hộp là khoảng 2 đồng. Đây là trứng vịt lộn nha cô bác chị. Hộp vịt lộn á, ở Việt Nam mình thì rất là, bởi vì các bạn cũng thích ăn hộp vịt lộn này, trứng vịt lộn. Vòm xanh, mà mỗi khi mà Bùi Hồ đi Kiên Giang á, thì được một anh á, đại cái con này ăn thịt rất là ngon nha cô bác chị. Rất là ngon. Còn con như thế này, này là 8 đồng. 8 đồng một hộp như thế này trong cái lầu con. Ngon ha. Nó cũng thơm á. Cũng thơm ngon. Bên đây là cá hồi. Cá hồi, thịt cá. Xuân manh là cá hồi, có quá không chị? Này là con cá ở Trung Quốc. Giống như cá cơm ấy. Đây, còn đây nha, đây là con cua nó nè. Quá anh chị thấy nó được chạy, trời ơi, nó được chạy oxy liên tục, và có những con nó đã ngẫm luôn rồi, nó không còn sống nữa tại vì nó quá nhiều rồi. Đấy, mua được nhiêu rồi. Dạ. Đây, ở đây có con cua đá nó cũng to lắm. Ở đây là đây tí xíu nữa ha. Bất ngờ khi mà con ốc bươu vàng nó có mặt ở tại đây. Cũng như là con cá goofy. Dạ. Travel. Cá đóc lạnh. Cá hồng biển. Trên. Ở đây là cá đỏ Mexico. Con cá này cá đỏ Mexico. Trên. Qua nói nè. Cá này cá gì hả chú? Cá bánh đường. Dạ. Bánh đường. À. Con cá này thì 7 đồng một bao. Có đây có cá đuối nữa nè. Mùi hồ nói thì cô bác anh chị nha. Con cá này là con cá. Tự nhiên Mùi Hồ quên tên nó mất tiêu rồi. Quên tên nó luôn rồi. Còn đây là con cá goofy. À. Nói chung là ở đây cũng rất là nhiều loại cá, không thiếu loại gì hết. Mà Mùi Hồ tự nhiên cái quên tên mấy con cá nó quen mất tiêu nữa.
Dạ. Anh qua Mỹ nào vậy? Hả? Qua Mỹ nào vậy? Ủa, em biết rồi. Anh mới qua. Hả? Coi cái tên quà. Ờ, hả? Anh qua được tuần rồi. Vậy hả? Qua ở đâu? Anh qua em Bình Tị. Ở chỗ nào? Cách đây khoảng sao? Ở sao? Dạ. Dạ. Ở đây. Ở gần đây nè, gần đây nè. Ở gần đây nè, ở chỗ chùa đó. Ở gần đây. Dạ. Chùa ở đây gần gần đó. Không nói thì cô bác anh chị một tưởng bùi hộ Việt Nam. Bà này hỏi qua Mỹ rồi nè. Anh từ Đồng Tháp phải không? Đúng rồi. Em Đồng Tháp nè, thấy em không ngữ hoàng mà. Em ở huyện nào? Không ngữ đó. À, ở huyện nào? Chỗ nào? Tinh, hình như là Tinh, Tinh Linh đúng không? Trinh. 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 À, ở Thanh Bình. Thanh Bình á. Em ở trên ngữ nè, thấy anh hay ngữ quay cái gì đó. À, qua đây lâu chưa? Em qua đây cũng lâu rồi. À hả? Em qua thứ bên đây rồi hả? Ờ, Đồng Hương. Đồng Hương gần nhà nhau. Thanh Bình. Thanh Bình đi dưới Hồng Ngự. Dạ, cô ở Hồng Ngự luôn hả? Hai người con. À, bye bye cô. Cô ở Hồng Ngự, cô ở thành phố không? Không, ở bên Long Khánh. À, cột Long Khánh. Cột Long Khánh. À. Hồng Ngự Long Khánh qua Tân Châu rồi gì? À, về nếu đó nữa thì lên trên kia Tân Châu. Dạ. Yeah. Cô ở xã Long Khánh, cô ở huyện nào? Thì ở huyện Hồng Ngự đó. Ở cái ấp nào ở Long Khánh ngay chỗ cái cồn mà ở ấp Long Thạnh A. Long Thạnh A hả? Ừ. Ấp Long Thạnh A. Dạ. Để con chụp cơ. Chắc biết cô, bạn con nhà cô gần nhà cô á. À, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự. Ôi hả? Hai con cháu mình chụp tấm hình nữa. À. Dạ. Con qua đây lâu rồi ha? 21 năm rồi, qua năm 2003. Dạ. Ở đây có một cái quán chanh dây của cô ba. Ôi, hồi sẽ uống một ly chanh dây nữa. Chê một ly chanh dây. Đá. Dạ đá. Mừng. Dạ. Bao nhiêu anh? 5 đồng. 5 đồng. Ở này có xôi đồ đầy đủ hết ha? Dạ không. Coi thôi, coi thôi cho biết rồi. Đây là xôi nếp than. Xôi nếp than với lại đậu xanh á. Với lại đường. Dạ anh. 5 đồng ha. Con bự đang cho có. Dạ cảm ơn anh. Dạ, yeah. Bây giờ thì uống thử một ly cái chanh dây ngay tại đây như thế nào? Dạ ngon. Nhưng mà họ bỏ đá. Như nhà bỏ đá thôi. Chanh dây uống rất là mát nha. Chanh dây của cô ba. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác với chị ở video lần sau.